Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì Đức đang có mặt cửa hàng hệ thống H Hòa Bình Minh ngay ngã tư Miếng Cù, thành phố Thượng Ngàn, tỉnh Bình Dương. Thì trong cái thời điểm mà đầu tháng 8 đó, với dòng xe Honda Vario 160 này giá đang rất là rẻ luôn. Không biết anh em nào đã mua chưa? Nếu anh em nào đã mua rồi á mà muốn tham khảo thêm những cái món phụ kiện, những cái món bảo vệ cho chiếc xe của anh em á, thì anh em có thể click vào phần mô tả ha. Ở đó thì mình có để một cái link Shopee á, thì hiện tại là mình đang chuyên những cái phụ kiện cho dòng xe Honda Vario 160, thì anh em có thể lên đó tham khảo và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Quay trở lại với dòng Vario 160 tại cái thời điểm giữa tháng 8 này, thì về mức giá trong cái lúc này á, nó đã giảm hơn so với cái thời điểm mà đầu tháng 8 mà Đức đã báo cho anh em rồi. Thì ngày hôm nay là cũng là ngày 26 tháng 6 ở âm lịch rồi, chuẩn bị bước sang cái giai đoạn là tháng vô hồn, một cái tháng mà mình nghĩ là có rất là nhiều anh em đang chờ đợi, bởi vì những nó rơi vào những cái khoảng thời gian này thì cái mức giá dòng xe Honda hoặc là những dòng xe khác hoặc là những mặt hàng khác thì nó cũng giảm đi rất là nhiều. Tại vì thời điểm này là nhiều khách hàng người ta tâm linh đó, nên là người ta ít mua cái khoảng thời gian này. Chính vì thế thì để kích cầu cho người tiêu dùng thì bên cửa hàng họ hay giảm giá để cho anh em ha có thể là tận dụng cái thời điểm này ha. Thì anh em nhớ mua nhanh lên ha, nếu anh em không mua thì giá lại giảm nữa anh em nhé. Hiện tại thì bên hệ thống H Hòa Bình Minh thì có đầy đủ tất cả những cái màu sắc cho anh em lựa chọn ha, bao gồm là màu đen bóng nè, rồi màu xanh nâu cao cấp nè, rồi màu xám xi măng nè, hoặc là màu đỏ đặc biệt này, còn như là chiếc này là màu xanh gil. Màu xanh gil này thì mình đã quay cho anh em những cái video trước rồi, xanh này thì đã được độ lên cái màu sơn, màu gốc của nó là màu xanh nâu cao cấp anh em ha. Thì trong cái thời điểm này, cái bảng giá của Vario 160 trên cái phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt đã giảm hơn so với cái video vào đầu tháng 8 mình đã báo cho anh em rồi ha. Giá đang rất là hời luôn. Một dòng xe được trang bị với khối động cơ là 160 phân khối DOHC, động cơ 4 van và đầy đủ các công nghệ tiên tiến nhất của dòng xe tay ga Honda Việt Nam. Chẳng hạn như là khóa Smart Key nè, rồi cổng sạc nè, rồi phanh ABS nè, nó có đầy đủ cho anh em luôn. Nhưng mà phanh ABS và phanh đĩa sau chỉ được trang bị trên cái phiên bản đặc biệt thôi, tức là cái màu đỏ nhám này. Đây là phanh ABS các bạn nha. Đó, thì phanh ABS thì nó sẽ có luôn cái phanh đĩa sau, sẽ có trên hai phiên bản, là phiên bản xám xi măng hay gọi là phiên bản thể thao đó, và phiên bản thứ hai là phiên bản đặc biệt là màu đen, màu đỏ nhám như thế này. Còn anh em nào mà mua cái màu đỏ đen bóng hoặc là màu xanh bóng của cái phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn á, là chỉ sử dụng là phanh CBS thôi ha. Phanh CBS thì phanh đĩa sau là phanh sau là phanh phanh cơ bình thường thôi đó. Thì anh em có thể là tùy theo nhu cầu anh em phải lựa chọn cho nó hợp lý ha. Rồi về mức giá thì mình sẽ báo cho anh em luôn. Đối với các phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng á, màu đen bóng thì mức giá bán hiện tại á là 39.500. Giá này đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh ha. Màu đen bóng thì mình không có trưng ở đây, nhưng mà mình có trưng một chiếc màu đen nhám. Màu đen này thì mình đã được độ lên màu sơn rồi ha. Thì độ lên màu sơn thì anh em cộng cho mình chi phí độ lên màu sơn là 2 triệu nữa. Nếu như anh em nào mà độ theo cái màu gốc, còn anh em nào mà độ khác là màu gốc á, thì anh em thêm một khoản chi phí là đổi cái bạc xe ha. Rồi tiếp đến là cái phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì vẫn còn mức giá cũ là 38.500 như cái màu này. Màu này là phiên bản cao cấp ha. Đó, nhưng mà đã được độ lên màu sơn thì chiếc này là 38.500 màu sắc xin nha. Còn anh em nào mà độ lên cái màu xanh gil như thế này là anh em cộng thêm cho mình 2 triệu thì coi như chiếc này bao VT luôn là 40.500 anh em ha. 40.500. Đó, anh em nào mà ra biển số ở quyền nó là chạy ra là 43 triệu là tức là anh em thêm 2 triệu rưỡi nữa để lăn bánh ở quyền ha. Đó. Rồi, tiếp đến là cái phiên bản đặc biệt thì trong cái tuần này thì phiên bản đặc biệt đã giảm đi rồi anh em nha, chỉ còn có 43.500 thôi. 43.500, giá đang rất là hời luôn. 43.500. Đó, giá là còn rẻ hơn so với cái phiên bản 125 của dòng AB đó các bạn. Đó, phiên bản đặc biệt màu đỏ nhám ha. Đây là màu sắc zin nè. Đó, có phanh ABS và phanh đĩa sau. Rồi. Màu sắc cuối cùng là màu xám xi măng.
Còn sắm xi măng thì mình không có trưng bày ở đây, mức giá bán hiện tại là 47.900.000, coi như là 48. Đó, giá Đức báo cho các bạn đã bao VT rồi nha, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Anh em nào mà mua xe mà tự làm biển số á, thì anh em sẽ mua đúng với mức giá mà mình vừa báo cho anh em ha. Còn anh em nào mà để bên cửa hàng làm biển số á, thì theo huyện Sài Gòn hay là thành phố tỉnh thì với mức chi phí lăn bánh sẽ khác nhau. Ví dụ như anh em làm biển số ở huyện thì cộng thêm cho mình 2.500.000 nữa. Còn anh em nào là mà làm biển số ở Sài Gòn thì cộng thêm cho mình là 7.800.000. Còn anh em nào mà làm biển số ở như là thành phố Dĩ An, thành phố Thường An, thành phố Vĩnh Long đâu á thì tầm khoảng là 4.500.000 đến 5.000.000 ha. Đó, thì anh em cộng vào cái mức giá hồi nãy giúp Đức thì sẽ gài được cái chi phí là lăn bánh, tổng giá xe mang về nhà, cả biển số cả vẹt xe luôn. Rồi, thì đối với dòng xe Vario 160 phiên bản Việt Nam này á, thì hiện tại đang được anh em khá là ưa chuộng. Cái thứ nhất là về giá cả đang rất là mềm nè, và cái thứ hai là về công nghệ tiện ích của nó thì nó cũng đầy đủ cho anh em luôn, và đặc biệt sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km ha. Thì điều kiện nào đến trước. Còn anh em nào mà mua, anh em nào mà mua cái dòng Indo thì chắc chắn sẽ không được bảo hành ha. Nói chung thì tùy theo anh em thôi, anh em thích chơi dòng nào thì anh em chơi. Đó, nói chung thì mình nghĩ là dân ta thì chơi đồ ta đi. Đó, được bảo hành này kia thì nó cũng an tâm hơn. Đúng. Rồi, cho anh em xem những cái tiện ích của em nói, chẳng hạn như là về cấp xe. Cấp xe thì đối với dòng này thì nó chỉ có được 18 lít thôi, nó không có rộng bằng như là dòng AB ha. Đó. Rồi, bình xăng thì được 5,5 lít. 5 lít rưỡi ha. Rồi, có nhiều anh em hỏi mình là không biết làm sao để mở cái nắp chắn này ra để thay cái bình nước châm cái nước mát. Đây, trên đây có một cái nút tròn nè, anh em lấy một cái tâm gì nhọn nhọn, anh em nhấn mạnh xuống là cái này nó sẽ nhảy lên và anh em sẽ lấy được cái nắp chắn này ra được ha. Và anh em xem được trong đây nó có hai gạch này thấy chưa, một gạch dưới và một gạch trên. Khi nào mà anh em thấy cái nước mát mình nó giật xuống tới cái vạch thứ hai á thì anh em châm nha. Đó, anh em châm. Đây là một cái bình dự trữ thôi, ở phía dưới đây nó có, phía dưới trong lọc xe nó có một cái bình nữa. Đó, đây là chỉ là bình dự trữ thôi, khi nào nó xuống tới bậc thứ hai thì anh em châm vào giúp mình ha. Đó, anh em nên là nhớ là phải kiểm tra, nếu anh em mà đi xa thường xuyên thì anh em nên kiểm tra để kịp thời châm nước mát cho xe. Rồi, còn về những cái tiện ích như là học để đồ phía trước này kia thì đó, với dòng xe này thì rất là tiện lợi ha, cho anh em nào mà hay đi chợ đi mua đồ này kia đâu để vật dụng cá nhân thì khá là ok luôn. Đặc biệt là cổng sạc thì được tích hợp vào học để đồ luôn, USB sẵn luôn ha. Anh em sạc pin này kia thì cái học này rất là sâu anh em nha, cái học rất là sâu. Anh em để những cái điện thoại iPhone 14 của Bắc này kia thì nó lọt tót luôn đấy, hoặc là chai nước suối là để lọt hổng luôn, rất là sâu anh em nha. Đó, và anh em đậy lại là ok, rất là ok, ngon lành luôn. Đó. Rồi, đối với dòng này thì sẽ không có công tắc đèn ha. Còn nhiều anh em hỏi mình á, anh ơi, anh muốn làm công tắc đèn kèm theo bát sinh. Thì đối với dòng Vario 160 á, nó khác so với những cái dòng xe Honda khác ha. Thì chúng ta muốn có bát sinh là chúng ta phải thay cụm nha. Thay cụm chứ không có gắn cái nút có tai giống như trên dòng AB hoặc là dòng Bison này kia được. Nó đặc thù là như vậy, chúng ta phải thay cụm, làm cụm á. Rồi, còn bên đây là các phiên bản đặc biệt ha. Đó. Rồi, phiên bản cao cấp thì anh em nhìn thấy nè, chỉ là sử dụng phanh cơ thôi. Đó, phanh tăng chống á, phanh CBS ha, cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Còn anh em nào mà mua phiên bản đặc biệt hay là phiên bản thể thao á, tức là phiên bản mà có trang bị phanh hệ thống phanh ABS á, thì sẽ được thêm cái phanh đĩa sau. Sử dụng heo dầu Nissin. Đây, phanh đĩa sau. Đó. Có phanh đĩa sau thì khi chúng ta chạy, chúng ta bóp thắng thì kia thì nó cũng cảm giác được phanh nó sẽ tốt hơn, thắng dính hơn. Rồi, thì đó là sơ lược cho anh em ha. Còn anh em nào mà muốn gắn phụ kiện trên dòng xe Honda Vario 160, tất cả những phụ kiện luôn, hiện tại thì mình có bán đầy đủ cho anh em luôn. Thì anh em click vào phần mô tả ha, có một cái đường link đó, Shopee á, thì anh em vào đó anh em tham khảo và anh em ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi, nãy giờ thì mình cũng đã, rồi
Nãy giờ thì mình cũng đã cập nhật cho anh em về bảng giá rồi. Thì đối với anh em nào mà muốn mua xe trả góp á, thì anh em chỉ cần trả trước cho mình là 20% giá trị xe, thì đâu đó là khoảng 7 đến 8 triệu thôi là anh em sẽ mua xe trả góp được rồi ha. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân thôi, anh em đậu hồ sơ là sẽ mang xe về. Thì mọi chi tiết thắc mắc về khoản chi phí lăn bánh nè, anh em lăn bánh ở huyện á, thì tầm khoảng 2,5 triệu, còn anh em nào mà lăn bánh ở Sài Gòn á, thì tầm khoảng là 7,8 triệu ha. Thì cái mức giá hồi nãy mình báo cho anh em á, là bao VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh ha. Thì anh em cộng vào cái khoản hồi nãy mình mới vừa báo thì nó sẽ ra được cái chi phí lăn bánh, chi phí tổng thể luôn đó. Rồi thì mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ hãy comment phía bên dưới hoặc là liên hệ với số điện thoại trên màn hình ha, thì sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe bán hơn nữa nhé.